Hồng Long đã kế thừa cha nghệ sĩ Vũ Linh. Lý do chưa sao kê được hé lộ. Như thông báo, vào ngày hôm nay, 25 tháng 4, Hồng Long và anh em gồm vợ chồng Linh Tý Bích Trâm, vợ chồng anh Sang sẽ có chuyến di chuyển về Bến Tre để phát nước miễn phí cho bà con nơi đây. Như quý khán giả đã biết, nhiều tháng qua tại Việt Nam, thời tiết đã thay đổi thất thường, không có một trận mưa giữa mùa làm cho hạn hán kéo dài. Đặc biệt miền Tây chịu thiệt thòi nhất, theo như tình hình khí tượng hạn mặn đến sớm và kéo dài ở đồng bằng sông Cửu Long gây tổn hại khó khăn trước mắt và lâu dài. Biến đổi khí hậu kết hợp với El Niño đã khiến cho tình trạng hạn hán và xâm ngập mặn gay gắt hơn. Mùa mưa năm nay sẽ đến muộn, dẫn đến tình trạng miền Tây thiếu nước trầm trọng. Người dân miền Tây trong những ngày qua phải mua nước, có khi lên đến 400.000 đồng một khối nước. 450.000 một khối. Ôi đổi. Cũng bấm bụng mà mua vì sông suối đã càng khô. Một số người dân cũng bức xúc lên tiếng. Miền Tây thiếu nước, Tây Nguyên thiếu nước. Hạn hán là một loại thiên tai diễn ra từ từ, chậm chậm và chúng ta chỉ nhận biết hạn hán xảy ra. Và khi xung quanh ta không còn nước, chỉ còn cách vận chuyển nước từ nơi khác về và sử dụng nước tiết kiệm, chi phí cao gấp hàng chục lần so với thời điểm bình thường. Để thích ứng với hạn hán cần những dự báo xa. Dự báo từ khi những cơn mưa cuối mùa chưa rác nước và những dòng kênh ao hồ còn nước dồi dào để làm chi, để giữ lại nguồn nước quý giá đó cho những ngày nắng hạn bây giờ. Từ cuối năm ngoái, tôi đã có những ta tết cảnh báo về hạn mặn xảy ra trong đầu năm nay. Từ đầu năm nay tôi đã khuyến cáo bà con phải tích trữ nước và sử dụng nước tiết kiệm. Giờ thì khô khốc hết rồi. Từ kênh mương ao hồ, sông suối đều cạn khô hoặc có nước nhưng không dùng được do nhiễm mặn và ô nhiễm. Làm sao để người dân trụ được qua tháng 4 tiếp tục khô cằn và một tháng 5 mưa về rất ít. Trong khi miền Tây khô hạn nhưng miền Bắc lại gặp mưa đá, miền Trung nắng nóng sấp nhiệt 42-43 độ, Tây Nguyên hạn hán. Tất cả những biến đổi cực đoan của thời tiết này sẽ ảnh hưởng trực tiếp không chỉ nền nông nghiệp mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trước những khó khăn của bà con, nhiều nghệ sĩ và mạnh thường quân đã chung tay hướng về người dân miền Tây, và trong đó Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh, cũng đã có tấm lòng trắc ẩn, biết được khó khăn của đồng bào. Cô cũng đã có một chuyến đi từ thiện lần này về miền Tây. Cô viết trên trang cá nhân của mình: dạ con xin hẹn bà con mình tại tỉnh Bến Tre vào ngày mai nha. Đây là tiền cá nhân riêng của con không nhận quyên góp vì con muốn hồi hướng công đức cho ba con, hỗ trợ nước ngọt cho bà con ba xã: một, xã Vang Với Tây, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; hai là xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; ba là xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trong những tháng ngày qua, sau khi Hồng Loan kinh doanh được sự ủng hộ của bà con khắp nơi, cô cũng đã trích một phần thu nhập của gia đình để tặng lại cho bà con, nhằm góp một phần nho nhỏ nào đó đáp lại tình thương của khán giả. Nếu cô không làm thì mọi người cũng không hề ép buộc cô, vì trên đôi vai bé nhỏ ấy còn gánh quá nhiều trọng trách trong gia đình, lo cho họ hàng bên chồng, bên cha và cả nuôi dạy 5 đứa con. Có nhiều lúc tự hỏi, không biết bao giờ Hồng Loan sẽ cảm thấy mệt mỏi vì gánh nặng quá sức. Nhưng mọi người vẫn thấy Hồng Loan luôn nở nụ cười trên môi, mặc dù cô có bận bịu làm việc gì đó. Nhưng anh em YouTuber quay hình lúc nào cũng thấy cô cười tươi vui vẻ. Có lẽ đây là tính cách của cô, nó cũng đã truyền đi sự lạc quan trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, Hồng Loan cùng anh em mình đã dậy lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị cho chuyến hành trình về miền Tây, giúp đỡ một chút gì đó cho bà con. Hồng Loan đã dự tính đưa 200 lốc nước ngọt từ Sài Gòn về miền Tây, đồng thời cô cũng mua thêm nước ở những khu vực gần miền Tây để dễ dàng vận chuyển nhanh đến bà con. Khoảng 8 giờ sáng thì mọi người cũng đã đến khu vực Bến Tre và tiến hành phát nước cho bà con. Và việc làm của Hồng Loan, có lẽ nghệ sĩ Vũ Linh cũng đã ngậm cười nơi chín suối, mãn nguyện với việc làm của con gái. Và miền Tây cũng là nơi nghệ sĩ Vũ Linh thường xuyên làm từ thiện nhất, và ông cũng có rất nhiều kỷ niệm với bà con nơi đây. Thời kỳ rực rỡ của ông, khi ông về miền Tây, bà con xếp hàng dài đi theo để xem ông trình diễn. Nghĩa tình đó ông không bao giờ quên. Và Hồng Loan cũng vậy, cô cũng đã được người miền Tây yêu thương, thường hay biếu những món ăn như cua, bánh trái. Có khán giả còn đích thân đem những món ăn đặc sản đến số 5 Đoàn Thị Điểm, sau đó lại bắt xe đò trở về quê. Hỏi sao cô cũng đã đáp lại khi người dân miền Tây gặp khó khăn. Và có lẽ đây không phải là lần thiện nguyện đầu tiên của Hồng Loan, mà sẽ có những chuyến từ thiện tiếp theo nữa. Nói về vấn đề của Hồng Loan thì cũng nhắc đến những ồn ào mà cô vướng phải những ngày qua. Trong ngày hôm qua,
chị Ni cũng đã lên livestream 2 lần, vào sáng sớm và vào lúc tối muộn 10 giờ khuya. Về đề tài lý do vì sao không muốn mời luật sư Kha tham gia vào vấn đề sao kê trong gia đình, khi những ngày qua khán giả theo dõi câu chuyện The Drama, nhà nghệ sĩ Vũ Linh, mọi chuyện đã chuyển biến hết sức ngoạn mục. Phía bên cô Sáu không còn ai nhắc đến nữa, mà mũi dùi bất ngờ quay ngược lại hai hiện tượng mạng đang được quý khán giả yêu thương, chị Ni và Hồng Loan, vì hai nhân vật gọi là yêu thương mà đến. Phía luật sư Kha đã bên ngược trở lại, vậy là phía bên cô Sáu chỉ ngồi trung đùi nghe đối đáp giữa Hồng Loan, Ni và hai nhân vật phía bên kia. Ni và Hồng Loan bùm bùm cũng đã xuất hiện cùng nhau để giải đáp thắc mắc cho mọi người về luật sư Kha không được họ mời làm sao kê. Nguyên nhân đầu dây mối nhợ là vào ngày 28 tháng 2, luật sư Kha yêu cầu phía Hồng Loan hợp tác bắt Tư Quốc Thanh, Bình Tinh, Vũ Luân và tất cả những người trong nhà của Hồng Loan lại ký vào giấy chấp nhận việc sao kê. Nhưng những người đó không chịu vì họ không liên quan về vấn đề này. Hồng Loan cũng đã nói việc sao kê là chỉ giữa cô và mẹ con cô Sáu, mắc mớ gì mà lôi những người khác vào cuộc. Nên cô rất ngạc nhiên, và ngạc nhiên nữa là luật sư Kha lại kêu cô gọi điện, nhắn tin một tiếng cho trang VN, là nói chị nói với luật sư Kha một tiếng, giùm em. Hồng Loan thấy điều này vô lý, vì hồ sơ pháp lý, cô chỉ biết có luật sư Kha, còn chị đó là một YouTuber, làm gì có liên quan trong hồ sơ pháp lý, mà đi nhắn tin, Hồng Loan không chịu. Và ngày 29 tháng 2, chị Ni hủy chuyến bay Hồng Kông về Việt Nam gọi điện luật sư Kha, nhưng luật sư Kha không bắt máy. Từ đây chị Ni mới quyết định đổi luật sư điều tra sau kê. Và cũng từ đây phía ủng hộ luật sư Kha mới lên tiếng gạt hỉ tiếp Hồng Loan và Ni, kể cả nói bóng nói gió về kinh tế của Hồng Loan. Danh sách sao kê này kia đã gửi đi hết cho bên kia rồi. Thì có thể dựa vào đó mà làm ra thôi. Nếu đã có bằng chứng thì cứ làm việc, chứ đâu cần phải tập hợp gia đình để làm gì. Chuyện này thì chỉ có mình em mới có thể ký và làm việc thôi, chứ đâu có liên quan gì tới ba hoặc là các anh. Còn về Trang VN, vì sao lại giận Hồng Loan? Bắt nguồn từ tấm hình mà Trang VN đã đưa lên trên video của mình. Đó là tấm hình Hồng Loan, chị Ni và luật sư Kha đang ngồi tại một cơ quan nào đó. Đây là tấm hình có lẽ Trang VN đã nhờ luật sư Kha chụp giùm mình để mình có thêm tư liệu để đưa lên. Và điều này phía Hồng Loan và những người đàn anh đàn chị trong ngành luật sư đã không thích vì độ chuyên nghiệp của luật sư Kha, nên đã khuyên Hồng Loan nhắn tin cho Trang VN phải gỡ tấm hình đó xuống. Và từ đây cũng là bắt nguồn sóng gió giữa hai bên, mặc dù trước đó rất thân thiết. Trong câu chuyện này, với người ở ngoài cuộc có cái nhìn khách quan như sau: phía bên luật sư Kha giận hờn vì mình đã giúp đỡ nói tốt cho phía Hồng Loan suốt bao tháng nay. Luật sư Kha đi lên đi xuống biết bao nhiêu bận, tốn biết bao nhiêu xăng dầu, nhưng không thấy chị Ni Hồng Loan cảm ơn, mà chỉ lấy có tấm hình đăng lên kênh thôi đã bị kêu gỡ xuống, cảm thấy quê và tổn thương. Từ đó mới hờn trách dẫn đến câu chuyện đi quá xa như ngày hôm nay. Nhưng bên phía Hồng Loan cũng có cái lý do của họ. Việc sao kê là một việc hết sức hệ trọng, không thể một sớm một chiều có thể kết thúc vụ án. Trong khi đó, tài liệu trong phiếu thống kê của Thành Mỹ đưa lên để mọi người đưa thông tin vào đã vượt quá con số mốc 100 tỷ. Đây là con số khi nghe qua thì mọi người đã biết đó là con số ảo. Vậy là người điều tra phải làm lại từ đầu. Ai mới là người chuyển tiền thật trong đám tang nhà nghệ sĩ Vũ Linh? Chỉ sai một ly là đi ngàn dặm. Việc luật sư Kha vội vàng khẳng định mình đã hoàn tất hồ sơ là hơi lạ, vì phải đi điều tra người đã chuyển khoản số tiền đó là đúng hay sai. Chưa kể vụ tranh chấp chưa xử, Hồng Loan chưa được tòa tuyên là người sở hữu hợp pháp khối tài sản, thì sự vội vàng trong sao kê là điều không nên, vì sẽ xảy ra những mối rủi ro hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến tội vu khống. Thà một mình Hồng Loan làm, Hồng Loan chịu. Đằng này luật sư Kha kêu luôn má Tư Quốc Thanh, Bình Tinh, Vũ Luân vào cuộc và ký vào một lá đơn gì đó, có phải là muốn đưa họ chịu chung số phận với Hồng Loan? Và họ sáng suốt đâu có ngu mà ký. Và đây là lý do Ni không còn muốn luật sư Kha hợp tác với mình.